Chưa đâu, cái này mới dữ dằn dằn. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Nếu như mọi người đã xem video vừa rồi thì đã có một chuyện rất là quan trọng mọi người. Cuối cùng thì ông Lũ cũng đã trở về chùa này thông qua lời cầu hồn của mình. Mọi người biết là thầy Hùng đã nhờ mình để có thể cầu hồn ông Lũ trở về ngôi chùa này, vì có một chuyện rất quan trọng thầy Hùng muốn hỏi ý ông Lũ. Câu chuyện đó nó xoay quanh về chuyện của ông Trung mọi người. Cũng như trong buổi live stream cách đây không lâu, mình có nói với tất cả mọi người là cái điều quan trọng nhất mà mình muốn biết hiện tại đó chính là thầy Hùng sẽ chọn cách giải quyết cái điều này như thế nào nếu như ông Trung sống lại mọi người. Vì nếu đặt trường hợp mình vào cái tình thế của thầy Hùng thì mình cũng sẽ không biết là sẽ phải chọn như thế nào nữa mọi người. Vì nếu như bây giờ mình chọn cách khuyên giải mà ông Trung không chịu thì phải làm sao đây? Cho nên mình rất muốn biết cái quyết định của thầy Hùng là như thế nào mọi người. Thì mình không ngờ thầy Hùng lại lựa chọn từ bỏ đi cái sự sống của linh hồn thầy Hùng để cho ông Trung bỏ đi cái thù hận giữa thầy Hùng và ông Trung. Nhưng có chắc là khi thầy Hùng từ bỏ sự sống thì ông Trung có dừng lại hay không? Và một điều quan trọng nữa là nếu như bây giờ để cho ông Trung tiêu diệt thầy Hùng đi thì liệu mình có đứng yên để cái chuyện đó xảy ra hay không? Và bắt đầu thù hận lại nối tiếp thù hận mọi người. Cho nên tối nay đầu tiên là mình sẽ cúng cho ông Lũ một mâm của lễ mọi người. Vì lần trước khi mà ông Lũ đi á, ông Lũ vẫn chưa hưởng được cái của lễ mà mình cúng cho ông ấy nữa. Ông ấy nói là khi nào tao về thì mày chuẩn bị gụ thịt cho tao sau, còn bây giờ tao có chuyện phải đi rồi. Thì bây giờ cuối cùng ông Lũ cũng đã về rồi mọi người. Cho nên đây sẽ là thời điểm mình sẽ cúng cho ông Lũ. Thứ hai là mình muốn hỏi ông Lũ một số chuyện liên quan về thầy Trung. Và câu chuyện nó như thế nào thì mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối nay nhé. Trước khi xem video này, mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nhé mọi người. Những lượt like, những lượt bình luận và cũng như là những lượt đăng ký kênh của mọi người là một nguồn động lực rất lớn cho mình để có thể vững bước trên con đường tâm linh này. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối nay nha. Ok mọi người, mình cũng đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để có thể thực hiện cho buổi cúng tối nay mọi người ạ. Thì phía trước mình đây đó chính là một mâm của lễ để mình cúng cho linh hồn của ông Lũ mọi người. Thì mọi người thấy lần này hơi khác lạ là có thêm một cái bàn mọi người. Đó chính là cô Huệ mọi người có tài trợ cho mình một cái bàn để có thể mai mốt cúng cho thầy Hùng và ông Lũ ở bên trên cái bàn này mọi người ạ. Nhân tiện đây con cảm ơn cô Huệ rất rất là nhiều ạ. Thì sẵn tiện trong video ngày hôm nay có một điều rất là đặc biệt mọi người, là mình có live stream cái nghi thức ngày hôm nay để cho tất cả mọi người cùng được xem. Khi mà mọi người xem được cái video này thì có thể là mọi người đã xem được cái buổi live stream rồi mọi người ạ. Bây giờ xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu thắp hương để tiến hành vào nghi thức cầu hồn ông Lũ ra đây để mà có thể cúng mâm của lễ này cho ông ấy nha mọi người. Kèm theo đó mình có một số câu hỏi liên quan tới thầy Trung muốn hỏi linh hồn ông Lũ mọi người ạ. Xin phép tất cả mọi người ạ.
Mọi người đang xem live stream của mình, mọi người xem có rõ không mọi người? Tại lần này mình để cái máy live stream nó hơi xa quá với cái laptop ở bên trong á. Mình sợ nó sẽ bị mất tín hiệu mọi người à. Xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu nha. Điều trước tiên mình cần hiện tại, mình sẽ khóa kết giới lại trước ở bên trong cái sảnh này nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm phép đèn lưu ly nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mở con mắt âm dương nha mọi người.
Dạ, con chào ông ạ. Ngày hôm nay, con mạo muội gọi ông tới đây. Con có chuẩn bị ở đây một mâm của lễ để có thể cúng cho ông mà. Mong ông nhận lấy mâm của lễ này như tấm lòng thành của con dành cho ông mà. Nhìn cũng yên quá vậy ta. Bây giờ con sẽ tiến hành để gọi thầy Hùng ra đây luôn ạ. Khỏi kêu nó đi mày ơi, tao với mày nói chuyện riêng một chút. Dạ, có chuyện gì con mong ông chỉ bảo ạ. Rồi thằng Hùng có dạy cho mày cái mày nhờ tao chưa? Tao có dặn nó là khi tao đi thì thay tao dạy cho mày. Mày học tới đâu rồi? Dạ, thầy Hùng. Dạ, thầy Hùng có dạy cho con. Con cảm ơn ông rất là nhiều. Tuy là ông đi, nhưng ông vẫn nhớ là lời hứa của ông và con. Con rất là trân trọng điều đó à. Thầy Hùng có dạy cho con và con cũng đã học được một phần nào đó rồi ông ạ. Vậy là được rồi, dáng học không mày. Dạ, ông cứ hưởng những của lễ này đi ạ. Mà ông ơi, ông cho con hỏi một số điều này có được không ạ? Con có nghe ông nói với thầy Hùng là ông sẽ nói chuyện với lại thầy Trung. Thì ông định sẽ gặp thầy Trung như thế nào vậy ông ạ? Tao sẽ gọi hồn nó tới đây, nhưng muốn làm được điều đó mày phải giúp tao. Trước tiên mày chuẩn bị nhang đèn đầy đủ rồi tao mượn xác của mày để gọi nó tới để tao nói chuyện với nó. Mày chịu giúp tao không? Dạ, nếu như điều này có thể giúp được mọi thứ trở nên tốt hơn thì con sẵn sàng ạ. Vậy thì tốt. Khi nào làm thì ta sẽ nói trước với mày để mày chuẩn bị. Dạ, khi nào mà cần ông cứ gì gọi cho con nha ông nha. Tính ra hiện tại bên kia đang lợi dụng ông Trung để đối phó với thầy Hùng. Con nghĩ là như vậy. Tao biết điều đó, mày biết, thằng Hùng biết, và chắc chắn thằng Trung nó cũng biết. Nhưng khó ở chỗ là thằng Trung nó đang thù hận với mày. Bên kia thật sự rất là mưu mô và đếm thúi nữa. Dạ, phải giải thích sao ta? Đếm thúi có nghĩa là thông minh đúng không? Vậy tính ra tao cũng điên thui lắm mày. Dạ, bỏ qua chuyện đó đi. Con vừa mới được thầy Hùng dạy cho cái nghi thức mà lần trước con nhờ cho ông đó. Con làm rất là thành thạo luôn không ạ? Mấy cái trò ba xu đó hồi nhỏ tao đã biết rồi. Cái này mới ghê nè. Trời ơi. Ôi.
Ôi, ông vừa làm cái gì y gan như là điện bắn vô người con luôn ông ạ. Chưa hết đâu mày. Coi tiếp nè con. Ui. Sao mà sao 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 mà ông làm được vậy, hay 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 quá vậy ông? Chưa đâu. Cái này mới dữ dằn vậy nè. Ui. 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 Hay thật sự Mấy cái này chỉ là cơ bản thôi, còn nhiều cái hay hơn nữa mày ơi. ui, con gắt cơ, con rất mong sau này nếu như mà có thời gian, ông hãy chỉ dạy cho con những cái nghi thức này nhau. Cứ gù thịt cho tao đầy đủ, từ từ tao sẽ dạy cho mày. Dạ, chắc chắn là như vậy rồi. Thôi tao xong rồi, tao đi vô à. Có gì tao sẽ nói với mày sau. Dạ, con chào ông ạ. Khi nào ông cần thì ông có gọi cho con nha. Sao nãy giờ điện 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 thoại của mình reo lên quá trời luôn ta. Rồi, thì chắc là cái buổi livestream có vấn đề rồi. Nãy giờ mọi 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 người gọi cho mình quá chừng luôn. Rồi cái livestream bị tắt rồi có đúng không mọi người? Rồi cái livestream bị tắt luôn. Mà bị tắt ở khúc nào vậy ta? Chắc lúc mọi người gọi cho mình luôn á. Cái lúc mà ông Lũ ông vừa làm phép xong á mọi người. Trời ơi. Mọi người cũng nghe ông Lũ nói rồi đó mọi người. Sắp tới sẽ là một cuộc mượn xác mọi người, để mà có thể gọi hồn của ông Trung về đây, để ông Lũ gặp mặt ông Trung mọi người à. Thật sự mình nghe mình cũng run quá mọi người. Nhưng mà mình cũng muốn giải quyết sớm cái chuyện này cho xong mọi người à. Mình cảm ơn mọi người rất rất là nhiều vì đã đón xem video này của mình. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nha. Có gì về nhà mình sẽ nói chuyện với mọi người nhiều hơn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều vì đã theo dõi video này của mình nè. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha.